Hi, welcome back to my channel, Stars Critical. Don't go run. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Roblox, Rainbow Friend, let's go. Mười ba trên 15 rồi. Và cái này do chủ phòng ấn. Đã 15 người. Ok. Going on a free trip. Let's go. Waiting order. Play. Các bạn sẽ phải đợi những người này đồng ý và những người này có thể kết nối được với trong tựa game này. Hiện tại đang có 8 người rồi. 9 người. 10 người. 11 người. Và 13.
có hai người đã thoát ra. Let's go, let's do it. Và trong mũi tên này thì đã bị thay đổi bởi Rainbow. Wow. Welcome. I need your help. My blood feel over. All you has to do is feed them and put them back. Good night. Okay. Và bắt đầu mình sẽ đi tìm những chiếc hộp. Anh chàng này có thể đi cùng mình rồi. Để xem anh ta có nhặt ở đây không. Được, anh ta không nhặt. Chiếc hộp thứ hai. Chiếc hộp thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Mình sẽ đặt luôn vào đây. Trong này không có gì. Tiếp tục mình sẽ đi vào đây. Còn khá là nhiều. Rồi, đã thành công. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Let's go. Độ chuột có vẻ hơi nhanh một chút, mình sẽ đi giảm đi. Ok. Bắt được ngay cái tăng tốc độ rồi. À không phải. Lại cần những chiếc chìa khóa. Ngồi xuống xem nào. Không mở được cái này ra. Ui, chúng ta đang ở đây. Oh my god. Bây giờ phải giữ ông ta đi nó đây. Sau đó thì mình sẽ chạy ra ngoài. Bạn ông ta đi đường nào.
không có lối nào đi à? Mình sẽ phải sử dụng chiếc chìa khóa màu cam này. Để mở ra. Gì ở đây luôn. Oh my god, ông ta ở ngay đằng sau luôn. Wow, you will die. Ok, và từ cái tiếp theo. Từ bên này thì bắt buộc các bạn phải bật wifi lên. I heard that I could get a hundred. Okay, let's go. Bố mẹ ơi. Bố mẹ. Kìa anh ơi. Wow, khá là nhiều quảng cáo, rất phức tạp luôn. Level 2. Vẫn chưa hiện được cái nút để X. Ok. So let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rainbow Challenger. Let's go. Thank you.
không kịp rồi. Oh my god. Wow. Ok, và tiếp tục. Phần này là gì đây? Vậy cô đã có gì rồi? Wow, đây rất khó nhìn luôn. Không biết nó bắn ở đâu. Oh my god, ai cho một cái cửa mà rất là khó nhìn. Wow, đúng là một trong những cửa rất là khó. Ok, và tiếp tục tựa game tiếp theo. Tiêu diệt những anh chàng ở đây. Ok, rồi. Và tiếp tục tựa game tiếp theo. Tựa game thứ 6. Let's go. Đây đâu đây? Wow. Rất nhiều những cánh cửa ở đây. Không cúi được xuống này. Chỉ đứng ngang này thôi. Sao đây? Ok. Tiếp tục căn phòng tiếp theo. Một con ma hay con gì đang ngồi đây này? Oh my god. Mở được cánh cửa này ra. Đây rồi. Sao nó cứ chạy nhờ? Đây như kiểu là những phòng giam.
phòng giam. Hay đây là một bệnh viện, mình vẫn chưa hiểu lắm. Tức là xung quanh đây chưa có gì cả. Clay cầm một password, các bạn mới mở ra được. Rồi, một tiếng chuông điện thoại. Sau đó các bạn lại ra đây và tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo. Cứ như thế các bạn sẽ thành công. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng thứ 7. Let's go. Back room, draw game. Classics. Vẫn cần internet cơ. Oh my god. Tiếp tục đó là tựa game cuối cùng. Let's boss. Let's go. Ở đây thì mình sẽ phải bắn những tên như thế này. Hết đạn luôn. Wow. Ra đi trong một đốt nhạc. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.